Vâng, như chúng tôi đã thông tin thì hôm nay miền Bắc tiếp tục có mưa. Vậy thì cụ thể mức nhiệt tại từng thành phố sẽ như thế nào, Minh Châu? Vâng, bởi vì là có mưa cho nên là nhiệt độ ngày hôm nay ở mức khá dễ chịu. Minh chứng đó là tại thủ đô Hà Nội cũng như là các thành phố như là Ninh Bình, Việt Trì, Hải Phòng, Lạng Sơn, sang Lào Cai, Điện Biên Phủ, xuống Thanh Hóa, Vinh và Hà Tĩnh thì không nơi nào vượt quá 31 độ, tiết trời mát mẻ cả ngày. Ở khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận thì ngày hôm nay chỉ có thành phố Đồng Hới là có mưa bất chợt. Các nơi khác như Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi xuống Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết thì mưa nhiều về chiều tối. Trong ngày trời vẫn có nắng, nhiệt độ từ 32 cho đến 34 độ. Tây Nguyên thì nắng chủ yếu là vào buổi sáng, cường độ nắng nhẹ nên không khí rất là mát. Nhiệt độ cao nhất tại Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột là từ 29 đến 30 độ. Riêng Đà Lạt chỉ 24 độ mà thôi. Nam Bộ thì nắng sẽ xuất hiện sau khoảng 2 tiếng nữa và duy trì đến 1 giờ chiều. Nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh này, ở Biên Hòa, Vũng Tàu, Cần Thơ và Cà Mau là từ 30 cho đến 33 độ. Cảm ơn Minh Châu về những dự báo vừa rồi.